Hello, hôm nay là ngày thứ sáu, 4 tây tháng 8 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 214 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài hát, một ca khúc, đó là Nước cuốn hoa trôi trong thời thế loạn lạc này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Pháo cưới nhuộm đường đi là ngày mới.
Rồi, Lisa xin tái ngộ trở lại cùng với quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà ngày hôm nay Lisa nhận được của một người làm ở trong đài truyền hình tại Việt Nam. Kính gửi cô Lisa, chúng tôi là ban biên tập cũng như là những người xứ ngôn viên. Trước tiên xin cô thông cảm, tôi không thể nói tên lên trên đây được. Nhưng tôi mong rằng cô nói cho tất cả toàn dân Việt Nam ngày nay biết được. Chúng tôi rất là ức chế và bức xúc bởi vì đã có một bàn tay thật là mạnh đã bắt buộc tất cả các đài truyền hình cũng như báo chí đã làm những chuyện hết sức là luân thường đạo lý, tức là bắt buộc chúng tôi đã thông tin cho mọi người những thông tin hoàn toàn sai lạc. Cho nên mong cô hãy nhờ cô nói với tất cả mọi người đừng bao giờ mà nghe cũng như tin tất cả những đài và những báo chí và những chương trình thời sự tin tức trong 24 giờ cũng như là thời sự mỗi ngày. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị. Lisa rất là thông cảm cho quý vị, bởi vì biết được rằng là đất nước Việt Nam bây giờ nó là như vậy đó. Lisa còn nhận được một cái mật tin sau khi thằng Trọng Lũ nó ra lệnh để cho tất cả những người của Tổng cục 2 đi qua bên Đức Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh như vậy. Thì bây giờ ở ngoài Biển Đông, thằng Tàu Cộng đã tăng lên cấp độ 2. Mỗi một ngày trước kia chỉ có hút đi 2 triệu thùng dầu, bây giờ là tăng lên là 5 triệu thùng dầu. Và đương nhiên là tình báo Hoa Nam đã âm thầm và chúc mừng thằng Trọng Lũ đã dành cái số tiền mà rút dầu ở bãi Tư Chính đã xây một ngôi lâu đài ở kế bên lâu đài của vua Sihanouk của Campuchia Vương quốc. Khi mà Vương quốc Campuchia Pol Pot đã bắt đầu là nổi lên, ở trong nước ông ta bị nội loạn như vậy, người dân bị diệt chủng chết như vậy, thì ông Campuchia, vua Sihanouk của Vương quốc Campuchia đã được Tàu bí mật đưa qua để cho ăn hưởng ở bên đó, sống mười mấy năm ở bên Tàu. Thì kịch bản sau này, hiện bây giờ đất nước Việt Nam của mình cũng giống y như vậy mà thôi. Bởi vì thằng Trọng Lũ chỉ là một tấm bình phong của tình báo Hoa Nam. Cho nên
Tình báo Hoa Nam đã để Trọng Lũ làm một chức vị cao nhất ở trong Đảng Cộng sản để mà phá tan nát đất nước Việt Nam. Nếu bị bại lộ thì thằng Trọng Lũ sẽ được qua bên Tàu để mà nướng ăn ở an hưởng tuổi già. Còn nếu mà không bại lộ mà giết cả dân tộc Việt Nam được, mà đồng hóa được đất nước Việt Nam, thì đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục trở vào đất mẹ của Trung Hoa. Cho nên câu nói thật là ý nghĩa, tất cả nguyên nhân là cũng bởi tại thằng dân nó ngu, cho nên thằng quan nó mới lộng quyền. Chỉ có một thằng thôi mà nó làm khuynh đảo cả một cái bộ mặt của quốc gia. Bây giờ những cái thằng mà nghe lệnh của Trọng Lũ để mà đi qua ở bên Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tất cả camera đã quay được hình ảnh hết. Kể cả những thằng mà những này là kêu bằng làm lớn nhất ở trong lãnh sự quán của những này là Cộng sản, của Việt Cộng ở tại Đức, cũng có gây băng video ghi hình trong cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và người ta đã trục xuất cái tên này đi về Việt Nam. Còn có lệnh rằng những tên nào tham gia cái vụ mà bắt cóc như vậy thì kể như là người ta ghép tội là không tặc luôn, tức là đi chiếc máy bay đi chở Trịnh Xuân Thanh gì. Ở thế giới người ta quan trọng như vậy mà ở trong nước thì lại kêu bằng đó là các bạn thấy Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi lên và trơ trẽn nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam đầu thú. Và thế giới cũng như là luật sư người ta nói nếu Trịnh Xuân Thanh mà đi về Việt Nam đầu thú thì ông qua cửa nào, đi bằng cách nào, bởi vì tất cả các hãng máy bay không có tên của Trịnh Xuân Thanh rời khỏi đất nước Đức để hóa giang đến một nước nào, rồi từ nước nào để đi vào Việt Nam. Tất cả những camera ghi hình lại ở phi trường Tân Sơn Nhất cũng không bao giờ thấy bản mặt của Trịnh Xuân Thanh bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất để làm giấy tờ đi vào đất nước Việt Nam để mà trình diện. Cho nên các bạn thấy rằng thằng Cộng sản nó tưởng rằng là nó quen cái thói mất dạy, nó quen cái thói mà những đề là mất dạy của nó để mà nó đưa ra những cái luận điệu như vậy. Bây giờ cướp mỏ mẹ hết rồi. Lisa còn nhận được là ở bên trong, sau khi nó làm cho cả thế giới người ta biết bộ mặt nhục nhã của một cái đất nước như vậy, thì bây giờ ở bên trong nó lại mượn người dân Việt Nam. Tức là ở bên trong nó đã gửi một tối hậu thư, một tối mật thư, là nó nói rằng là nhân dân Việt Nam xin lỗi những điều đáng tiếc xảy ra ở bên Đức, mong rằng chính quyền của Đức đừng có làm lớn chuyện nữa, thì nhân dân Việt Nam sẽ bồi thường danh dự 1 tỷ đô la. Các bạn thấy nó khốn nạn không? Ở trong nước thì nó đăng lên báo chí như vậy, bây giờ ở bên trong thì nó lấy tiền của dân tộc Việt Nam để mà nó đem qua bên kia, nó quỳ nó lại ở bên Đức. Trời ơi là trời. Cho nên thằng Trọng Lũ nó dựng lên cái vở kịch mà Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Sau khi mà bị Đức gây áp lực rồi thì bây giờ thằng khốn nạn Đảng Cộng sản lập tức dàn dựng cái vở kịch là Trịnh Xuân Thanh đầu thú, thì lập tức ở bên hải ngoại cũng như là trên toàn thế giới người ta đã đặt câu hỏi ra và người ta kêu Đảng Cộng sản Việt Nam phải trưng ra bằng chứng Trịnh Xuân Thanh mua vé máy bay lên chiếc máy bay số hiệu gì. Ngậm hạt thị mẹ nó rồi. Bây giờ đâu có một cái tờ giấy nào, một cái vé máy bay nào đâu. Cho nên từ nước Đức mà anh bay về Việt Nam, anh phải có vé máy bay để mà anh lên chuyến máy bay đó vào lúc mấy giờ. Và đương nhiên ở trong chiếc máy bay đó cũng có lưu lại tên tuổi của anh là Trịnh Xuân Thanh. Vé máy bay, số ghế là số mấy, có ở trên computer. Technology, người ta đều có lưu lại hết. Và chiếc máy bay đó từ ở Đức nó bay tới nước nào, và anh xuống phi trường của nước nào, anh chuyển qua chuyến máy bay nào để anh nhập cảnh vào Việt Nam. Nó phải có rõ ràng giấy tờ như vậy, chứ không phải mà nói ngang ngược như là đảng đĩ. Cho nên các bạn thấy chế độ mà bạo quyền, chế độ mà mất dạy,
chế độ mà khốn nạn là nó muốn nói gì nó nói. Các bạn thấy rõ ràng như vậy. Kể cả bây giờ ngành luật sư ở trong nước Việt Nam nó cũng cốt mỏ lại được như thường. Nó muốn tung hoành, nó làm gì thì nó làm. Bây giờ cho cả thế giới biết được rằng cái bộ mặt của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ giang hồ, một chế độ khủng bố, một chế độ khốn nạn. Chứ không có mẹ gì hết. Rồi bà đặt ghép những cái hình của Trịnh Xuân Thanh bị cộng đồng mạng người ta vạch trần bản mặt ra. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy. Vào tra tấn hù dọa thằng Trịnh Xuân Thanh này. Bắt đầu đòi chích thuốc độc. Để mà ủng khủng bố tinh thần. Rồi thậm chí bắt đầu là thằng Trịnh Xuân Thanh này. Nó cũng không chịu uống, phải đè ra bóp mỏ đổ vào. Để mà đổ một cái loại thuốc vào, để mà ai nói cái gì là cũng phải nghe theo hết. Rồi bắt đầu là đem ra để mà dựng lên cái màn kịch. Dựng lên cái màn kịch là Trịnh Xuân Thanh bắt đầu là kêu bằng là nói. Để mà xin về đầu thú. Qua mặt làm sao được ở thế giới. Hôm qua Lisa gửi một cái công văn vô trong vấn đề là kêu bằng là nước Đức. Lisa giáo bộ, Lisa nói tôi thành thật chia buồn với dạ đất nước của quý vị, bởi vì đã có tin tặc và khủng bố nó đã vào làm nhục như vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng an ninh của Đức, của Cộng hòa Liên bang Đức rất là chặt chẽ, vậy mà bây giờ lại để cho một lũ mà vấn đề là kêu bằng tạp chủng nó đi qua để nó làm loạn ở nước Đức. Cho nên tôi thành thật xin chia buồn. Trời ơi, tao nói Đức hả, nó ngồi nó nghiến răng trèo trèo, tao sẽ đổ xăng vô để mà tao cho thằng Đức hả nó điên lên, nó kéo mẹ nó hết phụ tùng mà sẽ đi, rồi hãng BMW của nó đem về bên Đức mẹ hết, khỏi có làm cái đéo gì ở bên cái đất nước khốn nạn cộng sản của tụi mày. Rồi mấy cái thằng đầu bò Đảng Cộng sản là tụi bay nghèo mà đòi đeo dây nịt, tụi bay chuyên môn chạy toàn là dàn xe khủng không, toàn là xe sang không, không. Bắt đầu tao coi xe tụi bay hư rồi, tao coi tụi bay để đâu. Tao yêu cầu tao giải sao mà cho Đức ta nó kéo mẹ hết ba cái vấn đề là kêu bằng là những cái hãng của Mercedes, BMW rồi phụ tùng nó đem mẹ nó về hết, để cho tụi bay bên bờ cho tụi bay làm được mẹ gì, tụi bay tự động tụi bay sửa đi, khỏi có đồ phạt mẹ với tao, cho tụi bay biết thế nào là lễ độ nha. Đừng có bài đặt mà qua mặt được thằng Đức. Tao báo cho cái lũ đầu bò, ốc chó, não lợn, con cháu của thằng Hồ. Thế tụi bay biết rõ được một cái câu như vậy. Còn những cái thằng mà ngục, mà ngu, mà ăn rượu cùng rùa ở Việt Nam, nghe lời thằng Tổng Lũ để chạy qua bên kia, nó dụ rằng là hãy làm nhiệm vụ cho đảng để mà yêu dân tộc Việt Nam bằng cách đánh tham nhũng, đi qua đó để bắt cóc hoàn thành nhiệm vụ. Mai là những con chó của tụi bay chưa được an ninh của Đức nó bắt nó cầm đầu. Nó mà cầm đầu tụi bay khóc mẹ, khóc cha ở trong tù mười mấy hai chục năm về cái tội mà xâm phạm vào biên giới lãnh thổ của người ta để mà thực hiện bắt cóc. Là nó ghét tụi bay vào cái tội mà chính trị an ninh quốc gia. Tụi bay thấy con gái mẹ tụi bay luôn bỏ cái thật mà ngu, mà nghe lời của thằng đầu bạc khốn nạn Trọng Lúc. Rồi tụi bay bị bắt đi, rồi tao coi thằng Tẩm Lũ có cứu tụi bay hay không. Tao vái cho thằng Đức nó nổi điên lên, nó đem an ninh mạng được kia ra, bắt đầu nó đã truy nã, bắt đầu nó đưa lên Interpol để mà coi những con chó nào mà tham gia vào cái vụ mà bắt cóc này. Tao mà là người Đức đó hả, tất cả phái đoàn của đặc địa tụi bay qua, tao nắp đầu tao nhốt vào, tao điều tra cả. Tao làm con tin cả để phải lôi ra những con chó mà khủng bố. Tao đã tung tin lên Interpol luôn, tất cả phái đoàn nào của Cộng sản Việt Nam của tụi mày qua là tao nắp đầu tao đập chết con gái mày, tụi bay bỏ tật mất dạy với tao. Tiền bạc mà của ở Liên Hợp Quốc, ngân hàng của tụi bay làm ăn tao ngưng chạy chỗ luôn, tao kiểm ra tao gom cả tỷ đô la luôn, cho tụi bay chết con gái mày tụi bay luôn. Chứ tụi bay mà mất dạy, tụi bay quen cái thói côn đồ, ở trong nước tụi bay côn đồ được, tụi bay ào vô nhà dân tụi bay bắt dân được, chứ tụi bay qua tới một cái đất nước mà tự do rồi tụi bay dám ngông cuồng của đó là chết con gái mày tụi bay. Tất cả những thằng tình báo, tất cả những con chó của tụi bay bây giờ không có tung hoành được nữa đâu. Cái
cái vụ này là một cái vụ mà ngàn năm một thuở, cộng đồng của người Việt người ta đã bắt đầu làm việc trong bộ máy của Đức, đã đi vang dội tới Mỹ, tới Pháp rồi. Chiếc xe mà bắt cóc ghé đi qua ở nước nào là bây giờ những nước đó phải chịu trách nhiệm để mà bồi thường danh dự cho nước Đức, và phải có nhiệm vụ phải là tố cáo cho vấn đề là Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, để mà chụp đầu những con chó nào mà vấn đề là kêu bằng là đi nghe lời của thằng Trọng lướt qua để mà bắt cóc thằng Trịnh Xuân Thanh. Cho nên thằng Tạ Đức nó đã tung một cái video là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc lên để mà tát thẳng vào mặt của thằng Trọng lướt và tát thẳng vào mặt của cái lũ khốn nạn đảng Cộng sản. Đức cũng là không bao giờ dễ dàng bị thằng đảng Cộng sản Việt Nam gạt đâu. Cho nên thằng đảng đĩ tôi bay đừng có bao giờ mà giả bộ mà tung đòn phản công lắm. Sau khi Đức đã tung cái video và hình ảnh Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc lên tất cả các đài truyền hình và báo chí, cũng như là Đức nó đã yêu cầu là nó nói rằng là thằng đảng Cộng sản nói Trịnh Xuân Thanh đi về để đầu thú, thì bây giờ giấy máy bay đâu, đi về bằng cách nào, vé ở đâu, bên kia ngậm mẻ hạt thị rồi. Cho nên bây giờ tòa quốc tế người ta xử thằng Đức đó, nếu mà ra xử là Đức là hoàn toàn thắng kiện, phải gom 1 tỷ đô la vào ngân sách của Đức cho tao, để tao coi cái lũ đầu bò. Mà ai chứ thằng đầu bò Cộng sản là nó sẵn sàng nó bỏ tiền ra để nó bồi thường. Bởi tiền đó đâu phải tiền của nó, tiền đó là tiền của cái lũ, tiền đó là của lũ con đen, của lũ dân ngu ở tại Việt Nam, nó đem ra nó bồi thường thôi. Nha. Thằng Đức bây giờ nó còn tưng ra hình ảnh chiếc xe tải màu đen, rồi kể cả mang bản số Cộng hòa stress, rồi bắt đầu là kêu bằng thằng Việt Cộng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đi vào cây xăng đổ xăng như thế nào, hình ảnh ghi rõ luôn. Đây là một cái tát tay của Đức vào mặt của cái này là kêu bằng thằng Trọng Lũ và cái đảng khốn nạn Cộng sản, đã đập tan hết những tuyên truyền luận điệu láo khoét của đảng Cộng sản là Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Tôi phải thấy không? Trời ơi, tôi phải đụng tới thằng phát xít à. Ngày xưa nó là phát xít. Thằng Đức là một thằng thông minh bậc nhất. Thằng Đức là cái trò mà kêu bằng là phát xít mà quyết đoán của nó tụi bay ở dưới cái lông chân của nó. Cả thằng Tổng Lũ đi qua liếm đích của thằng Đức cho mày đặt dọn những cái trò của mày. Thằng Đức nó ngồi nó cười. Nó nói cái trò đó mày biết được người dân ở nước Việt Nam, chứ mày đâu có biệp được ở thế giới. Phải không? Thằng Đức nó tung ra một cái video tôi bay ngậm hạt thị mẹ đó rồi. Bữa nay không đưa con ngựa phát ngôn viên lên để nói sao? Mấy tờ báo bên Việt Nam bữa nay ngậm hạt thị mẹ rồi sao? Bởi vì bắt đầu gặp ở nước ngoài là người dân người ta nổi lên, người ta đốt mẹ nó báo chí. Mà người dân Việt Nam hiền quá, nó muốn nói gì nó nói. Đó, chế độ bạo quyền đó. Cho nên Lisa lên đây để mà Lisa nói cho tất cả mọi người dân Việt Nam nghe. Ngày hôm nay tất cả những người trong quân đội, tất cả những người làm truyền thông, tất cả luật sư ở tại Việt Nam, tất cả con dân ở tại Việt Nam hãy nhìn ra kỹ cái bộ mặt của chế độ mà các bạn đã bắt đầu là phục vụ đi. Các bạn thấy không? Trơ trẽn tới mức độ mà đưa bộ ngoại giao của một nước mà đi ra để mà tạo dựng lên một cái video là Trịnh Xuân Thanh tự thú. Cứ tưởng rằng là cho thuốc độc, cứ tưởng rằng là cho uống thuốc thần kinh để mà dễ sai khiến, kêu Trịnh Xuân Thanh nói gì thì nói, có thể qua mặt được thế giới. Nhưng mà các bạn thấy không, ở đất nước văn minh người ta bắt đầu người ta đã lên liền. Hôm qua trọng tài tòa án của quốc tế cũng như là cảnh sát của quốc tế Interpol, người ta đã đi vào, người ta xác minh, người ta ăn kết hết rồi. Và người ta phát một câu xanh giờ, một câu đó là gì? Đó là cái lũ mà đi qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một lũ khủng bố không hơn không kém. Đây là một lũ khủng bố mà người ta đang tìm cách để gài tội vào, là nó vừa khủng bố ở nước Đức mà nó là một tên khủng bố không tặc luôn, tức là giả làm an ninh của y tế để mà bắt đầu là chích thuốc mê tàn nhẫn cho thằng Trịnh Xuân Thanh mê, rồi bịt mặt lại giả là một người bệnh nặng để mà cướp chiếc máy bay không tặc của ở tại vấn đề là bệnh viện để mà đưa bệnh nhân chạy về tới Việt Nam. Đó, bây giờ ngậm hạt thị mẹ rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bây giờ ngậm mẹ hạt thị rồi.
Bây giờ nó bắt đầu thằng chó đẻ trọng lúa bắt đầu coi chừng nó tung ra là thôi thể mẹ. Bây giờ đăng lên báo là nước Đức là một thằng khốn nạn phản động. Bây giờ kêu toàn bộ dân chúng ào lên chửi mẹ nước Đức đi. Đó, các bạn thấy hôm qua không? Hôm qua chưa chi bắt đầu nó kéo đầu người dân vô rồi đó. Nhân dân Việt Nam vô cùng tiếc nuối bởi vì nhà nước của Đức đã không nhìn thấy được sự thật. Đây là Trịnh Xuân Thanh đi về tự thú. Thằng Đức nó ngồi nó cười, nó kéo thế giới vô coi. Nó nói đó mày coi coi, nó kéo đầu người dân Việt Nam vô kìa. Mà người dân Việt Nam ngục, đâu có ai dám làm cái gì. Quân đội cũng làm thinh luôn. Trong khi thằng tổng lũ chỉ vì cái quyền lợi cá nhân mà nó cử những cái thằng tổng cục hai qua để mà bắt cóc làm cho cái bộ mặt của quốc gia bây giờ nó mang một cái tiếng xấu xa nhơ nhớp ở trên thế giới như vậy. Mà bây giờ đó ở trong nước đó người dân không làm được cái gì, quân đội cũng án binh bất động. Khốn nạn như vậy. Cho nên phía Đức nó đã coi cái video mà do Bộ Ngoại giao của Việt Nam nó cười sặc sủa và đương nhiên là nó cực kỳ giận dữ khi mà nó thấy ông này đã bị trọng lũ tra tấn và chích thuốc an thần. Trong những ngày tới thì Đức nó sẽ có những thông báo và đương nhiên là nó tiếp tục gây áp lực để mà bắt buộc Đảng Cộng sản phải thả người toàn vẹn để về bên Đức, bằng không là chỉ có con đường chết. Tụi bay nên nhớ là Đức Quốc xã là một đất nước đã từng khét tiếng Hitler là kêu bằng nó quyết đoán rồi. Tụi bay đừng dùng những cái chiêu đó. Ngày xưa Hitler nó tra khảo còn gấp 1000 lần tụi mày, chứ không phải là tụi bay là con non hằng nàm mà bà đặt qua mặt được. Ngay cả Lisa còn nhìn ra được nữa. Tụi bay bà đặt làm trò ruồi bu kiếm đậu nha. Sau khi Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã tung lên video là Trịnh Xuân Thanh đi về đầu thú, thì Đức lập tức đã liên mẹ nó và trục xuất thằng Việt Cộng Nguyễn Đức Thoa là bí thư chi bộ kiêm trưởng cục tình báo của Việt Cộng tại Đức. Đáp trả lại video Trịnh Xuân Thanh tự thú của Việt Cộng. Bây giờ ngậm hạt thị đây hả? Ủa bên Na sao không đưa ra gì trơn vậy? Ủa bên nào ở bên phía Việt Nam sao các đồng chí không đưa ra cái video nào hết vậy? Thằng Đức nó đòi đó là kêu bằng đó là giấy tờ đâu thì bên Việt Nam làm giấy tờ giả mẹ nó đi. Làm giấy tờ giả ở đâu đó, bắt đầu là từ nước nào Angola đó. Nhảy mẹ vào Việt Nam để mà làm thủ tục ở tại Việt Nam được rồi. Làm đi, làm giấy tờ giả, làm giấy máy bay giả. Trời, tụi bay là làm giả là nghề của tụi bay mà. Làm mẹ nó tờ giấy giả đi. Giống như là làm tờ giấy tâm thần vậy đó. Làm tờ giấy giả là đi vào Việt Nam rồi đâu đó đàng hoàng. Nhất là vào đưa ra cho thằng Đức nó coi, cho thế giới coi. Nè nè, trời ơi là trời, mấy anh ơi, trời ơi, nói quan tôi dữ vậy. Đây nè, Trịnh Xuân Thanh nhập cảnh vào Việt Nam. Đây nè, cục xuất nhập cảnh của Việt Nam đóng dấu cực. Đây nè, ông với máy bay của mày đâu? Ủa hãng nào vậy? Ơ, chết mẹ rồi, hãng nào vậy trời? Trời ơi, đi từ đâu vậy? Ủa trời ơi, thành thử ra em làm giả không được hả? Bởi vì vé máy bay in từ đâu ở bên Đức là có trên computer của Đức, mà bây giờ ở bên Đức ở mấy nước kia không có. Chờ tự động chỉ có vé máy bay nó nằm ở tại dưới đây là kêu bằng là phi trường Tân Sơn Nhất thôi à, nó nằm ở trong đất nước Việt Nam thôi à. À làm đi, để nó ngậm mẹ hạt thủy rồi à, à ngậm cất rồi à hả? Khốn nạn. Ủa nghề mà sao rồi? Thằng Đức nó nói đó. Nó nói nếu mà Việt Nam mà đã có những cái chứng từ mà Trịnh Xuân Thanh tự thú thì làm ơn trưng ra Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam bằng con đường nào để tự thú. Không lẽ Trịnh Xuân Thanh nó bay lên như là cánh chim nó về Việt Nam mà nó chạy mẹ nó vô trong những đây là kêu bằng là cục những đây là kêu bằng đó là tự thú à? Hay là nó độn thổ nó về Việt Nam à? Ngậm mẹ hạt thị rồi. Trời ơi là trời, nó nhục nhã vô cùng. Cho nên Đức nó không cần phải nói nhiều với cái lũ đầu bò ốc chó não lợn, mà nó trục xuất ngay thằng Việt Cộng Nguyễn Đức Thoa ở từ Berlin đi về. Trời ơi nhục nhã vô cùng. Một thằng mà cục trưởng tình báo Nguyễn Đức Thoa này đã bị cảnh sát của Đức áp tải kè hai bên đi ra phi trường. Ai nấy đều nhìn, trời ơi, người ta hả hê, bắt đầu là nhấn đầu vô trong máy bay và kêu bằng răng đe rằng là mày vĩnh viễn không được đi qua bên nước Đức này. Chỉ cần thấy bản mặt của mày qua Đức này là kể như bắt mày cho mày chết con gái mẹ
mày nghe chưa? Trời ơi, thằng con nó cúi đầu nữa. Dạ, anh ơi. Trời đất ơi là trời. À, bây giờ cơn bão chánh trị hả? Bây giờ nó tung hoành ở trong nước hết rồi. Bây giờ đại báo ngậm mẹ hạt thị hết trơn rồi. Tụi bay càng vẫy dùng thì tụi bay càng lộ ra cái bản mặt mất dạy của tụi bay. Đó, bây giờ ngậm mẹ hết trơn rồi à. Ngậm đơm hết rồi à. Hả? Không dám bắt tao đi ra để mà đối chất sao? Bây giờ tao chỉ cho, bây giờ khỏi cần ngậm đơm nữa. Bây giờ quay đầu ra suối toàn dân Việt Nam nó lên nó chửi nước đất đi. Kêu cái lũ dư luận viên chó điên đó bắt đầu nhào mẹ nó ra để mà chửi, để mà tụi bay ngồi cười. À, cơn bão chính trị ở bên nước ngoài nó như vậy. Còn ở trong nước thì sao? Ở trong nước thằng Lê Đức Anh, thằng Lê Khả Phiêu và quân khu 9 đã đồng ý để mà giúp cho thằng Ba Dũng tống chống lại thằng Trọng Lúc. Nhưng mà sao phải không nổ súng đi? Tin chấn động nhất và nóng hổi nhất, căng thẳng nhất là ngày hôm nay là tin liên quan tới phe của Ba Dũng. Sau khi nhận thấy Trọng Lúc đã làm bẻ mặt của quốc gia, sau khi thấy Trọng Lũ đã sai tổng cục ai để mà đi bắt cóc làm cho náo đoạn cả thế giới, để mà thanh trừng phe phái với nhau, thì Ba Dũng lập tức van xin Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu che chở. Hai thằng Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu cũng lo sợ Trọng Lũ bành trướng quá mạnh, quá nhanh sẽ đe dọa địa vị của họ, cho nên đồng ý liên kết với Ba Dũng, cho nên quân khu 9 cũng bắt đầu ủng hộ phe của Ba Dũng và hầu như toàn bộ dân ở tại miền Nam bây giờ bắt đầu chuẩn bị nhìn ra sự thật, bởi vì lo sợ là thằng Trọng Lúc sẽ bán nước Việt Nam và phe Bắc Cộng sẽ thanh trừng và cướp quyền lực ở tại miền Nam về tiền bạc, về nhà cửa. Vậy là hình thành liên minh Ba Dũng, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu và quân khu 9 để đối trọng lại với phe của Trọng Lưu, gồm có quân khu thủ đô, quân khu 2, quân khu 3, quân khu 4 và tổng cục 2 chính trị. Trọng Lưu biết tin này cho nên Trọng Lưu nó rất là tức giận mà nó chửi đít mẹ tao cho sang bằng nước Việt Nam luôn. Lập tức ra lệnh cho lực lượng an ninh và mật vụ đi truy lùng và ám sát thằng Ba Dũng ngay. Chỉ cần thấy thằng Ba Dũng là bắt chết ngay tại chỗ, không cần phải bắt. Tình hình hiện nay rất là căng thẳng ở trong nước Việt Nam. Có thể xảy ra binh biến đảo chánh chỉ trong vòng một đêm. Ám sát bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Đinh Thế Huynh thì là thằng đầu tiên bị ám sát rồi, bị nhiễm độc và chết rồi. Thì sẽ còn nhiều thằng khác chuẩn bị ra mặt. Thằng Tào Cộng đã không bỏ qua cơ hội này mà nó đã thọt tay vào để mà nó nắm bộ tư lệnh của quân khu 5. Trong khi các phe Trọng Lũ, Ba Dũng, Đại Quang, Công an, quân đội, quân khu 2 đang mài dao, đang chuẩn bị vung gươm để mà định vị thiên hạ, đang lao súng để mà chờ bắn giết lẫn nhau, thì Tào Cộng nó cũng đã ra tay để mà nó nắm tư lệnh của quân khu 5. Vào sáng ngày 1 tháng 8 2017 thì cái con ngựa ở trong lãnh sự quán của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là con ngựa Hy Tuệ, là tổng lãnh sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng, đã đến và bắt tay để mà thăm và chào hỏi mật đàm đối với bộ tư lệnh quân khu 5. Đón tiếp con đĩ ngựa Hy Tuệ này là thiếu tướng phe của Trọng Lũ, đó là Thái Đại Ngọc. Thằng Thái Đại Ngọc này là phó tư lệnh của quân khu 5 và rất nhiều những tướng lãnh cao cấp khác được bọc với vỏ ngụy trang là tình báo Hoa Nam của quân khu 5 sẵn sàng đón tiếp bà này. Tất cả những người nào mà đang hoạt động trong quân khu 5 hãy nên tìm ra không nghe lệnh của con chó này, chuẩn bị lên đạn sẵn sàng, nếu có gì thì phải bắn chết mẹ thằng này ngay. Thằng thiếu tướng mà kêu bằng Thái Đại Ngọc này là phó tư lệnh quân khu 5 và những thằng tướng lãnh khác đang âm thầm bí mật để cho Tào Cộng vào. Con đĩ ngựa mà kêu bằng Hy Tuệ này nó đã gặp những tướng tá quân khu 5. Sau khi nhận món quà của đại sứ Tào Cộng thì hai bên đã có một căn hầm bí mật ở trong quân khu 5 để tiến hành mật đàm với nhau.
các bạn thấy khốn nạn hay không? Người ta còn bí mật chụp hình cho Lisa xem con đĩ ngựa mà của vấn đề là kêu bằng là Hy Tuệ này, nó đứng chính giữa và tất cả tướng lãnh của quân khu 5 đã dàn chào ở tại Đà Nẵng đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi, tao hay ghê không? Tao ngồi bên đây mà tao biết rõ ràng tụi bay vấn đề là làm gì hết, thấy không? Tình báo Hoa Nam á hả, nó muốn là ăn gan uống huyết của Lisa chứ không phải giỡn đó. Sau khi mà đã gặp và dàn chào rồi thì xuống căn hầm bí mật ở quân khu 5 và bà Hy Tuệ đã bắt đầu là cài toàn bộ những tướng lãnh tình báo Hoa Nam đang ngồi để mà mật đàm với nhau để mà chống lại quân khu 9 và những quân khu khác. Đó, thấy nó ngồi đẹp ghê không? Con đĩ mà mặc áo đen đó là tổng lãnh sự của vấn đề là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở tại Đà Nẵng. Thấy chưa? Các bạn thấy rõ hay không? Chị Lisa ơi, nếu như vậy thì sao? Nhờ chị cho kế hoạch của thợ, em chỉ sợ rằng quân khu 9 sẽ không làm lợi. Có gì mà không làm lợi? Chỉ cần tung ra mở cửa để mà chào đón đồng minh vào, cho Hoa Kỳ vào Đà Nẵng, vào Cam Ranh, cho Pháp vào, cho Úc vào, cho Đức vào, cho Nhật vào. Tung lên một cái chiêu là thằng Trọng Lũ đã âm thầm xáo trộn chính trị, đã chuẩn bị bán nước Việt Nam cho Tàu, đã để cho tình báo Hoa Nam Tàu Cộng dày đặc ở tại nước Việt Nam. Cho nên Việt Nam bây giờ mở cửa để đón chào tất cả các nước ở Tây Phương vào để cứu dân tộc Việt Nam. Chính nghĩa bắt đầu phô trương lên, bắt đầu ngăn sông cấm chợ, ở nơi nào nơi đó đều bảo vệ hết. Với cái đại tiếng nói của Lisa sẽ nói cho tất cả toàn dân Việt Nam nghe. Ngày hôm nay Lisa đã nói hôm qua toàn dân Việt Nam bất tuân dân sự. Các bạn thấy những người làm việc trong đài truyền hình cũng đã âm thầm bí mật đưa tin cho Lisa để thông báo cho các bạn nghe. Cho nên từ giờ phút này tất cả những người dân tại miền Nam Việt Nam hãy nên chuẩn bị tinh thần. Ở ngoài miền Bắc cũng vậy, tất cả dân tộc ở ngoài miền Bắc cũng chuẩn bị tinh thần. Bởi khi tất cả nổi lên để giết chết thằng chó Trọng Lũ này thì nó tức tắc phe của nó tìm cách để mà chạy bên Tàu. Sau đó chúng ta điều tra coi con chó nào mà đã làm tai sai đắc lực cho thằng Trọng Lũ này phải giết chết không tha. Những thằng nào trong tổng cục 2 đã làm dơ đi, làm xấu đi bộ mặt của quốc gia Việt Nam sẽ điều tra ra tất cả thằng nào được lệnh của thằng Trọng Lũ để qua bên Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ giết chết không tha. Tru di cổ tộc. Khi mà phe quân khu 9 đã mở cửa ra để mà cầu nhờ sự viện trợ, bởi vì thằng Tổng Lũ và tình báo Hoa Nam nó nắm quân khu 2, quân khu 3, quân khu 4 để mà nó ào ạt nó đem vào, thì ở đây chuẩn bị sẽ mở cửa ra để đón đồng minh vào, yêu cầu Hoa Kỳ vào để giữ gìn trật tự, yêu cầu Liên Hiệp Quốc hãy đưa quân của Liên Hiệp Quốc vào, tất cả đều vào hết để coi thằng Tàu Cộng tụi bay dám làm gì hay không, thay đổi cục diện càng khôn. Đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trước kia cũng là Tây Tân Lan, Thái Lan cũng như là Đài Loan cũng sẽ rập bắt đầu chuẩn bị viện trợ vũ khí. Và hứa với tất cả các nước, chỉ cần mà vấn đề là viện trợ để cho bọn chúng đừng có tàn sát người dân ở tại Việt Nam miền Nam, thì kể như là tất cả giàu tài sản sẽ cho quý vị vào để hợp tác. Và sau đó khi hợp tác xong để mà trả xong tiền vũ khí rồi, thì đương nhiên tài sản đó sẽ là của con dân đất Việt. Có gì đâu mà bạn sợ mà bạn vô bạn nói như vậy. Ngày hôm nay khi mà nổ ra chiến tranh, bất kỳ một đại tá nào thì cũng sẽ được hậu thuẫn, chứ đừng nói tới cấp tướng. Ngày nay ông Võ Văn Liêm cũng đã nhìn ra được sự thật, nó đã làm nhục những ông tướng ở quân khu 9, đã nhìn rõ hết trơn rồi. Cho nên tất cả súng đạn phải lên nòng cho Lisa. Phải lên nòng cho Lisa. Nha. Sau khi mà Tàu Cộng nó đang tung hoành và nó tăng cấp độ để mà hút dầu ở ngoài bãi Tư Chính mà vừa mới chiếm được, thì quân khu 7 và quân khu 9 bây giờ thằng Tàu Cộng nó đã gài người vào án binh bất động. Và thằng Tàu Cộng, thằng tình báo Hoa Nam, nó yêu cầu thằng Trọng Lũ đã gửi một chỉ thị cho thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cái thằng bây giờ là kể như là con cờ để cho tình báo Hoa Nam sai khiến, cho nên nó lập tức thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó đã yêu cầu là giá xăng tại Việt Nam phải tăng lên 600 đồng một lít.
vào chiều ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 năm 2017. Trời ơi là trời, dân tộc Việt Nam các bạn chịu nổi sao? Tất cả các tướng lãnh ở trong quân đội bây giờ chịu nổi sao? Cho nên ngày 4 tháng 8 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, tất cả những giá xăng dầu đều phải tăng lên 600 đồng một lít dầu. Tất cả bà con ở trên cả nước đã được chuẩn bị niêm bảng yết, đó là giá xăng đã tăng lên 600 đồng một lít. Mặc dù là giá dầu thô ở thế giới đang giảm, nhưng mà bây giờ thằng Tào Cẩm nó muốn cho người dân Việt Nam phải tàn mạc bằng cách là bây giờ nó phải tăng giá xăng này lên để chuẩn bị lấy tiền của người dân để mà bắt đầu là đem vào ngân sách, bởi ngân sách đang bị cạn kiệt và kinh tế đã bị thiệt hại kinh hoàng. Bởi vì khi mà Đức đã tuyên bố như vậy thì nền kinh tế của Việt Cộng đang đóng băng, thị trường chứng khoán đang tê liệt. Việt Cộng bây giờ không còn đường phải chống lại nổi, cho nên phải tìm cách để mà tăng giá xăng, để mà rút tiền của người dân, để mà bù vào các cái lỗi mà vấn đề là chuẩn bị mà Đức bắt đầu là nó thưa kiện. Tao cho tụi bay biết rằng là Interpol nó đã âm thầm vào rồi, lãng quảng đuổi đầu đảng Cộng sản tụi bay ra khỏi quốc tế luôn, khỏi cảnh sát quốc tế Interpol luôn. Bởi vì hành động mà tụi bay qua, tụi bay khủng bố như vậy là tụi bay là tinh tặc, tụi bay là khủng bố. Chưa có nói tới bắt đầu nó sẽ đang điều tra ở bệnh viện để xem cái lũ an ninh tụi bay vào bệnh viện để mà cướp máy bay của bệnh viện để mà chở Trịnh Xuân Thanh về, mang một cái tội thứ hai, đó là tội không tặc ở trên vấn đề là kêu bằng là vấn đề là đất nước nào, để coi chiếc máy bay này từ ở nước nào, cảnh sát quốc tế đang làm việc, chớ có ngông cuồng với thế giới tự do tư bản. Nghe các con, các con chỉ có là ở trong cái chuồng cọp, các con chỉ ở trong cái giếng, các con chỉ tung hoành ở trong cái giếng, các con chỉ tung hoành ở trong một khu vườn thôi. Các con chớ có ngông cuồng mà đi qua tới bên nước ngoài này mà dở những cái trò mất dạy như vậy. Nghe chưa? Cho nên các loại xăng ở tại Việt Nam, từ loại xăng A92, A95 cho đến dầu diesel, dầu lửa đều tăng dột giá lên. Mặc dù rằng là bãi tư chính của Việt Nam mỗi một ngày có thể rút đi gần 3 triệu thùng dầu như vậy, mà các bạn thấy đau đớn vô cùng. Trời ơi là trời, tài nguyên của Việt Nam, mẹ Việt Nam để lại mà bây giờ mỗi một ngày để cho thằng Tàu nó vô nó rút gần 5 triệu thùng dầu. Hôm nay nó rút quá trời nhiều rồi, mà ta nói quân đội nằm trình ình không biết mẹ gì hết, không có làm một cái gì hết. Dân tộc Việt Nam cũng không chịu làm gì trong đó, các bạn làm tin đi. Một cái mật tin mà của tình báo Hoa Nam nó đã chào hàng và nó đã tuyên bố, nó vỗ tay nó cười là nó không cần phải nhập khẩu dầu ở từ những cái nước Trung Đông như là Ả Rập, Saudi cũng như là tại Kuwait nữa. Kể cả giá dầu của thằng Nga nó cũng không cần phải nhập luôn, bởi vì nó đã qua được bãi tư chính và nó đã rút mỗi một ngày trên 5 triệu thùng dầu để mà nó dự trữ, nó đem về để mà nó làm. Trong khi đó thì giá xăng dầu ở tại Việt Nam thì trời ơi bây giờ nó cao lên ngất ngưỡng gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Toàn dân Việt Nam kể như quân đội bây giờ tự nhiên im ru hết đi. Đó. Lisa còn cảnh báo cho toàn dân Việt Nam biết luôn nữa. Sau khi mà thằng tình báo Hoa Nam kêu thằng Trẩm Lũ cho tăng giá xăng lên, cho tăng lên rồi, thì thằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nhận được một mật lệnh của tình báo Hoa Nam. Tức là tất cả những hàng hóa mà dịch vụ ở tại Việt Nam sẽ tăng theo giá xăng kể từ ngày hôm nay trở đi. Thằng Nguyễn Xuân Phúc nó sợ chết, nó muốn lấy lầm của Tàu Cộng, cho nên nó phải tăng thời hạn để mà cho thuê đất ở tại các cái đặc khu kinh tế lên tới 99 năm, gần 100 năm. Các bạn thấy khốn nạn vô cùng. Thằng Tàu Cộng bắt buộc thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải gia hạn cho các công ty, chẳng hạn Formosa, Lee and Mans và những cái khu nào mà đặc khu kinh tế của Tàu Cộng sẽ được ký nhận là Thủ tướng phê duyệt là phải 99 năm cho tới 100 năm sau. Các bạn thấy ghê gớm hay không? Đó. Chưa?
chưa chắc dân tộc Việt Nam bây giờ sắp tới 100 năm nữa, thế hệ mà nó nhồi sọ mẻ trơn là kể như xong rồi. Là kể như xong rồi. Để làm hài lòng Tào Cộng, cho nên rằng thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bảo toàn cái ghế của mình, cho nên vừa mới ký ban hành một cái sắc lệnh là cho phép tăng thời hạn cho thuê đất ở tại ba đặc khu kinh tế, đó là Văn Đồn, Văn Phong và Phú Quốc, đã lên đến 99 năm. Đây thực chất là hành động bàn giao ba cái đảo của đất mẹ Việt Nam cho thằng Tào Cộng bằng một cái biện pháp trá hình là cho thuê đất 99 năm. Sau 99 năm thì ba đảo này đã thành lãnh thổ của Tào Cộng, còn đâu mà của Việt Nam. Cho nên khi mà Thủ tướng đã ký như vậy rồi thì Tào Cộng lập tức đã khen ngợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đã ban hành cái lệnh hiện tại bây giờ thì cứ để cho người dân ra vô đi, nhưng mà từ từ, bắt đầu từ 10 năm sau thì kể như sẽ cấm toàn bộ dân tộc Việt Nam léo hánh tới đảo Phú Quốc, tới Vân Đồn. Sau khi không cho người dân Việt Nam đi đến những cái đảo mà thuê của Trung Quốc rồi thì kể như là sau 10 năm thì đưa người Tàu qua sanh sôi đẻ con đẻ cái ở tại những cái khu mà vấn đề là kêu bằng là thuê 99 năm này. Và chưa đầy 20 năm sau sẽ xây lên tất cả những cơ sở và nói tiếng Tàu, trường học là người Tàu cho đến đúng 99 năm. Đến khi mà sau này con cháu Việt Nam mà có đem giấy tờ ra đòi lại thì nó nói rằng là Tàu đã mướn, đã bán cho Tàu rồi. Mà các bạn nên biết rằng biển đảo cũng như đất liền mà các bạn không thưa gửi quá 50 năm là các bạn không còn quyền các bạn thưa gửi nữa. Nó khốn nạn như vậy đó. Nó khốn nạn như vậy đó. Tức là thí dụ bây giờ cái đảo Hoàng Sa thằng Tàu Cộng chiếm năm 74 tới bây giờ là 43 năm, mà trong vòng 50 năm nếu không có đơn từ của Đảng Cộng sản thưa kiện hoặc là người dân Việt Nam không có thưa kiện thì kể như sau 50 năm cái đảo Hoàng Sa này sẽ là chủ quyền của Tàu Cộng. Bởi vì một đất nước mà chiếm một cái mảnh đất nào đó mà không có chiến tranh, không có đánh nhau mà được cai trị đúng 50 năm thì cái đảo đó, miếng đất đó thuộc về của cái nước đó. Giống như mình, ngày xưa mình đã đánh Campuchia để mà mình lấy những cái đất mà ở tại miền Nam từ Sóc Trăng được kia, mình đã ở đó từ thời Chúa Nguyễn cho tới 50 năm thằng Campuchia không đánh mình. Thì bây giờ biết rằng đó là đất của Campuchia nhưng mà nó không thể nào mà nó qua nó lấy được. Dù cho nó có mở chiến tranh đi chăng nữa cũng thành nó cứ mở. Nếu nó mở chiến tranh nó lấy được đất ở tại vấn đề là miền Nam thì nó ở đó nó canh chừng. Nó canh chừng mà đúng bắt đầu khoảng 20 năm mà nếu mà lính hoặc là người Việt Nam chúng ta tràn xuống đánh nó, chúng ta chiếm lại thì kể như đất đó là chúng ta chiếm lại. Và cứ như vậy hoài. Bởi vì luật của quốc tế là 50 năm anh mới được. Sau khi mà Tàu Cộng nó đã rút 5 triệu thùng dầu rồi, nó còn ngang ngược nó đòi phạt tù tất cả những ngư dân Việt Nam đánh cá ở trên biển Đông. Cho nên Tàu Cộng đã tiếp tục được đằng chân lưng lên đằng đầu, đã lấn tới và hâm dọa những người ngư dân Việt Nam. Nếu mà ngư dân Việt Nam nào mà đi ra ngoài biển Đông thì cái luật của thằng Tàu Cộng nó đòi phạt tù bất cứ ngư dân nào mà dám đánh cá ở trên biển Đông, tức là không được đi ra ngoài để mà đánh cá nữa. Tàu Cộng tuyên bố biển Đông là biển của Tàu Cộng, cho nên ngư dân Việt Nam không được phép vào để mà đánh bắt cá. Vào thì sẽ bị Tàu Cộng bắt bỏ tù hoặc là giết bỏ. Mục đích của Tàu Cộng là làm cho ngư dân Việt Nam sợ và không dám ra ngoài biển. Để mà Tàu Cộng độc chiếm biển Đông, xâm lược hết những hải phận của Việt Nam và rút hết toàn bộ những cái xăng, dầu và khí đốt của Việt Nam. Đó là những gì mà Lisa muốn nói lên bản tin ngày hôm nay để cho các bạn thấy. Mọi người nói rằng là sự việc của Trịnh Xuân Thanh là kêu bằng kể như là muốn che đi những cái giàn khoan, những cái Formosa. Cho nên Lisa ngày hôm nay nói về vụ của Trịnh Xuân Thanh bắt cóc cho các bạn nghe. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng hiện tình ở trong đất nước càng ngày càng nóng bỏng. Giá xăng dầu cũng Tàu Cộng đưa lên. Quân khu 5 là bà Hy Tuệ đã bắt đầu đi thăm để mà chuẩn bị Tàu Cộng nắm quân khu 5. Mặt khác thằng Tạm Lũ nó còn bài đặc thù dọa dân tộc Việt Nam là nó được quyền cho phép nổ súng mà không cần cảnh báo, đã có hiệu lực kể từ 1 tây tháng 7 vừa rồi. Tức là bây giờ những thằng mà Tàu Cộng tá hình làm công an có thể nổ súng vào người dân Việt Nam bất cứ lúc nào. Các bạn thấy khốn nạn không? Bây
bây giờ các bạn còn tin tưởng cái chính quyền Đảng Cộng sản là thương dân nữa hay không? Các bạn coi kể cả tình đồng chí mà nó còn qua tới bên Đức nó bắt cóc về nó chết thuốc độc như vậy, thì các bạn nghĩ con dân Việt Nam có còn tin tưởng nó nữa hay không? Nó ra cái lệnh là được phép cho công an nổ súng vào người dân. Lisa tin chắc rằng những người công an mà nói tiếng Việt Nam mà da vàng máu đỏ Việt Nam thì không nổ súng vào Việt Nam. Cái lệnh này giả bộ đưa ra để cho tình báo qua Nam đi qua để thực hiện được. Cho nên những thằng tình báo qua Nam giả mặc đồ của công an đâu cần phải nói tiếng gì đâu, chỉ cần đi ra là sẽ lên đạn trong nay mai bắn thẳng vào người dân. Người dân có can đảm, người dân có mạnh, người dân có đặc miền để mà những đây là giết chết những tên công an này hay không? Cho nên đến lúc này rồi, Lisa mong rằng tất cả những tướng lãnh nào, tất cả những quân khu nào, tất cả những người dân nào phải nên bí mật đoàn kết lại với nhau để mà ủng hộ và thương mến dân của mình. Một người dân mà đổ máu xuống là phải thanh trừng toàn bộ những tên công an nào mà nó đã làm nên cái chuyện đó. Từ đây về sau, bắt đầu gia đình mình ai là nạn nhân mà công an nó giết thì phải đến thanh toán cả gia đình của thằng công an đó ngay, phải tàn sát ngay. Bởi vì không thể nào công an nhân dân mà quay đầu lại để mà giết và bắt chết nhân dân Việt Nam như vậy được. Các bạn đau khổ hay không khi mà ở trên đất nước của mình mà các bạn không có đất để các bạn ở, nhà các bạn nó cướp không còn một miếng đất nào, phải khóc lóc đi ra ở ngoài đường như vậy, trong khi nhà cửa đất cát của ông bà các bạn thì lại được đấu giá để mà bán cho nước ngoài nó đi vào nó ở như vậy. Những khu mà resort mà kêu bằng là của đất nước Việt Nam, của thiên nhiên Việt Nam, bây giờ bán sạch sẽ cho thằng Tàu Cộng. Lý do là bởi vì không có tiền để trả cho một cái lũ cờn cờn để mà bảo vệ chế độ, bảo vệ thằng cộng lũ, cho nên phải bán để lấy tiền để mà trả cho thằng này. Thằng Đảng Cộng sản, thằng cộng lũ nó chơi cái màn bắt tép để mà nhử tôm, tức là lấy tài nguyên của Việt Nam bán mẹ cho thằng Tàu để lấy tiền trả cho những cái thành phần mà bắt đầu là quay đầu lại cai trị những người dân nào mà bức xúc mà dám lên tiếng. Sau khi bán xong hết cho đất nước Tàu Cộng rồi thì kể như là bắt đầu cái điều tiếp theo nữa là diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho nên âm mưu của thằng Trọng Lũ nó đã lộ ra rõ ràng. Nó ngồi một chỗ mà nó sai những thằng trong Tổng cục 2 đi qua để mà bắt cóc như vậy. Có chuyện gì những thằng này chết chứ nó đâu có chết. Các bạn thấy rồi. Bây giờ thế giới người ta đang lên án ở đất nước Việt Nam như vậy thì bắt đầu là nó đem những cái con bộ ngoại giao được kia ra, cùng lắm là nó lấy tiền thuế của người dân nó bồi thường chứ đâu ai bắt được nó đâu. Cho nên những người trong Việt Nam phải tìm cách ám sát thằng tổng lũ này bằng tức tốc, không để cho sống. Lisa cảnh báo cho tất cả những tướng tá trong quân đội, cảnh báo cho tất cả toàn dân Việt Nam, nếu không giết gia đình của thằng tổng lũ này thì kể như đất nước Việt Nam sẽ không còn tên là Việt Nam nữa. Thời gian đã hết, Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức rất là, những đây là kêu bằng là thời sự rất là nóng bỏng. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.